phản ứng việc hai vận động viên hôn môi trên sân khấu tin từ Mạc Tư Khoa. Hai vận động viên người Nga đã không nhận là họ chống lại luật chống tuyên truyền đồng tính vì đã hôn môi trên sân khấu khi nhận huy chương. Ksenia Rizova là một trong bốn người chiến thắng cuộc chạy đua 4 lần 400 thước, nói rằng cô ta đã bị nhục mạ sau khi báo chí Tây Phương mô tả việc cô ta hôn cô Julia Gostina là một hành động chống luật đồng tính Nga đã được dự định từ trước. Cô Rizova nói rằng thay vì chúc mừng người chiến thắng, họ đã quyết định nhục mạ không chỉ cô và cô Julia mà nhục mạ tất cả các vận động viên của Liên bang Nga. Cô và Julia đều có chồng, cùng được huấn luyện trong cùng một đội trong 8 năm qua và họ cũng là những người bạn thân. Cô Rizova cũng nói với báo chí rằng các cô đã vui mừng quá độ sau khi chiến thắng đội Hoa Kỳ. Luật chống tuyên truyền đồng tính được đa số dân chúng người Nga ủng hộ nhưng bị chỉ trích tại nhiều nước khác. Ủy ban Olympic quốc tế, tức IOC, đã đòi Nga làm sáng tỏ sẽ thi hành luật này như thế nào trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Sochi. Cô Gustina cũng nói rằng cô ta rất bất ngờ đối với phản ứng của báo chí. Mặc dù các nhóm nhân quyền kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympic Sochi, các vận động viên ở Nga đều ủng hộ luật chống tuyên truyền đồng tính.